đường đi đường quốc lộ chị ra quyền ngại luôn. Đi là thành phố Quy Nhơn đi. Mình là dân ở Phú Yên nha. Lâu lâu ra Quy Nhơn chơi xíu á. Được coi lại view đẹp ghê đẹp không. Đấy, thành phố Quy Nhơn ở này phát triển ghê. Đi đứng ở trên trên đường quốc lộ nhìn xuống nè. Đấy, ở dưới đây là thành phố hướng đi là biển nè. Còn quay sang đây là núi à, núi không à. Núi nè, đấy mình quay 180 độ nữa là biển. Đó, thì trung tâm thành phố Quy Nhơn luôn. Không biết là có anh em nào ở Quy Nhơn xem cái video này không. Đỡ mình phóng lại gần. Đó, thành phố Quy Nhơn. Dâm lại 4x. Trước đây có một khoảng đất trống nữa, sau này nó chắc nó quy hoạch luôn. Đi nhìn ra phía xe kia là biển này. Đó, thôi mình kết thúc video tại đây nha.